Có nhiều bệnh nhân ở giai đoạn này tự cứu mình, đã đến với khí công y đạo để học cách tập thở, để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bệnh nhân thường quan niệm sau khi chữa hóa trị, cơ thể mệt mỏi mất sức, chắc không thể tập thở khí công ngay được, phải đợi nghỉ ngơi vài ngày cho cơ thể khỏe lại một chút mới đi tập. Cho nên tập thở khí công được ít ngày rồi lại nghỉ theo chu kỳ trong thời gian hóa trị, và rồi đến với khí công thưa dần cho đến khi kiệt sức. Sức kiệt quệ không đi đứng dễ dàng được để đến với khí công được nữa. Bệnh càng nặng và chút hơi thở cuối cùng mà chưa hoàn tất xong liệu trình chữa trị bằng hóa chất theo Tây y. Rút kinh nghiệm trong phương pháp hướng dẫn tập thở khí công để tự chữa bệnh ung thư, thầy Đỗ Đức Ngọc thường khuyên bệnh nhân sau khi ở bệnh viện ra, hãy đến thầy để tập thở, để loại độc tố ra khỏi cơ thể ngay, khiến cho phản ứng phụ của thuốc mất tác dụng, nên không bị mất máu, mất hồng cầu, không làm mất ảnh hưởng đến đội quân trong hệ thống miễn nhiễm, phòng chống bệnh. Và cái đau hay xáo trộn chức năng tạng phủ chỉ kéo dài 2 ngày là biến mất. Lúc đó cơ thể còn nhiều thời gian để phục hồi lại tinh, khí, thần càng ngày càng khỏe hơn để đợi ngày hóa trị kế tiếp.